có những chú Velociraptor nè. Wow, hai chú Velociraptor đang đối mặt với nhau. Wow, những chú Velociraptor chuẩn bị làm gì đây? Wow, Velociraptor Blue đối mặt với Velociraptor Violet Green. Wow, Blue dòng chú Super Domination. Wow, anh ta đang tiến sát tới Raptor Violet. Wow, chú Violet điền vô mép chú Blue kêu. Wow, rất lợi hại. Wow. Oh, chú Blue đang đáp trả. Wow, chú Velociraptor Violet đã ngã gục rồi. Wow, rất lợi hại anh bạn Blue. Wow, ngã rồi. Wow, anh ta đã giành chiến thắng, rất lợi hại. Wow, Velociraptor. Oh, lần này Velociraptor Blue lại đối mặt với Indominus Rex nè. Wow, rất ngầu luôn. Wow, nhìn xem ta kìa. Wow, Raptor và Indominus Rex. Wow, nhìn xem Raptor và Indominus Rex kìa. Wow. Ta là như vậy. Và mẹ Dominic Rex đang ra chiêu. Oh, wow. Ta là thiên tích đối thủ. Wow. Oh, anh bạn Blue của chúng ta đang hạ, chuẩn bị hạ gục. Wow. Oh, anh ta đã hạ gục rồi. Wow, anh ta hạ gục Indominus Rex rất lợi hại luôn. Wow, rất ngầu, rất lợi hại. Wow, rất lợi hại. Tiếp theo chính là Raptor đối mặt với T-Rex, là bảo chúa. Wow, anh T-Rex đang tiến về phía trước kìa. Wow, anh ta lắc lư cái đầu. Wow. Oh, anh đại Blue đang tiến về phía trước. Wow, anh ta hạ gục. Wow, anh ta đã hạ gục T-Rex rồi, rất lợi hại. Wow, quá là lợi hại luôn, đã hạ gục T-Rex 100 cái sữa rồi. Oh, rất là lợi hại luôn. Wow, rất xuất sắc. Wow, anh bạn. Oh, anh ta đối mặt với Carnotaurus nè. Wow, Raptor của chúng ta hôm nay đối mặt với rất nhiều những chú khủng long khá là ngầu. Wow, Carnotaurus tay vảnh. Wow, khủng long có hai cái tay rất là thính luôn. Wow, anh ta đang tiến về phía trước. Wow, anh ta định làm gì Raptor vậy? Wow, anh ta định làm gì Blue? Wow, anh ta định làm gì Blue vậy? Wow, anh bạn Blue đang bị. Wow, anh ta dùng ép Carnotaurus kìa. Wow, Carnotaurus đã ngã rồi. Wow, Carnotaurus rồi. Wow, rất lợi hại đến từ Velociraptor Blue. Wow, Velociraptor Blue rất lợi hại luôn. Wow, nhìn ta kia. Wow, rất nhanh nhẹn và tinh mắt. Wow, bây giờ thì anh ta đối mặt với chị Ceratops. Wow, rất lợi hại. Wow, bây giờ anh ta đối mặt với chị Ceratops nha. Wow. Wow, anh bạn chia xe ra top của chúng ta đang tiến về phía trước. Wow, với ba cái sừng rất là lợi hại luôn. Wow, anh bạn Blue của chúng ta chưa ra chiêu. Wow, anh ta định làm gì? Wow, anh ta dồn ép. Wow, anh ta dồn ép rất mạnh. Wow, và chia xe ra top đã ngã rồi. Wow, anh ta tiếp tục dồn ép. Wow, chia xe ra top đã rớt xuống rồi. Wow, anh ta đuổi theo. Anh ta đuổi theo rất lợi hại. Wow, chị Ceratops đã đầu hàng rồi. Wow, Raptor cực kỳ mạnh mẽ. Wow, rất lợi hại Raptor. Wow, Blue của chúng ta quá là lợi hại luôn. Wow, bây giờ anh ta đối mặt với một chú T-Rex nữa. Wow, rất lợi hại Raptor đối mặt với T-Rex một lần nữa nè. Wow, nhìn xem ta. Oh, anh ta đang tiến về phía trước, chuẩn bị hạ gục T-Rex.
Oh. Wow, nhìn xem ta kìa. Wow. Wow, rất là lợi hại luôn. Oh. Wow. Anh bạn T-Rex có vẻ như rất lợi hại đang dồn ép Velociraptor. Oh no. Wow, anh ta đã hạ gục T-Rex rồi. Wow, anh ta đuổi theo. Wow, T-Rex đang nằm sẵn xoài đó rồi. Wow, Raptor chiến thắng rồi. Rất lợi hại luôn. Bây giờ chủ Velociraptor của chúng ta sẽ đối mặt với Stegimoloch. Rất lợi hại. Stegimoloch anh bạn khủng long đầu cứng. Một loài khủng long ăn cỏ có cái đầu rất cứng. Stegimoloch rất lợi hại nha. Anh ta đang dùng cái đầu của mình để dồn ép Blue kìa. Chú Blue của chúng ta đã ngã rồi. Wow, nhưng không sao, anh ta lấy lại thăng bằng. Wow. Bây giờ, anh bạn Stegimoloch đang tiến về phía trước kìa. Anh ta làm gì vậy? Bây giờ Raptor Blue sẽ trở lại. Anh ta đã hồi phục rồi. Wow, anh ta dùng sức lực của mình dồn ép đối thủ. Tóm lấy được Stegimoloch rồi. Anh ta đã chiến thắng rồi. Rất lợi hại. Rất lợi hại luôn. Chỗ Stegimoloch của chúng ta nằm thất bại rồi.